mình và Phong Cận sẽ thử cách chơi tất cả các loại game, nhưng với phiên bản một màu: màu vàng, màu đỏ và màu xanh lá cây. Liệu mình và Phong Cận có thể hoàn thành được thử thách một màu hay không? Đừng quên xem video nha. Còn bây giờ let's go. Sami đã có shop bán ảo Roblox đỉnh nhất ở đây. Đến với shop Sami TV. Video chỉ mang tính chất giải trí và không cổ suý cho những hành động xấu và đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Ok, đến với game đầu tiên tụi mình chơi một màu, đó chính là Mini World, và màu mình chọn đó chính là màu vàng. Mà để nói đến màu vàng phải nhớ đến Tích Tình Dịch các bạn ơi. Đó, nhìn nè, trời ơi, nguyên cái map màu vàng kèm của Dịch trước kìa Phong ơi, nhìn kìa đẹp chưa? Ok. Ủa giờ mình làm gì Sam? Bây giờ hình như mình thấy thiếu Phong ơi, hình như mình chưa có màu vàng Phong ơi. Thử thách hôm nay phải chơi một màu. Bây giờ hai tụi mình sẽ biến thành màu vàng kè luôn. Vàng ơi là vàng luôn. Phong ơi chuẩn bị biến hình chưa? Chuẩn bị nè. Ok. 1, 2, 3. Hey! Trời ơi Phong ơi. Hai tụi mình bây giờ giống kiểu nhúng từ lọ sơn màu vàng ấy. Trời ơi nhìn vàng kè luôn, nhìn nó bị tẹp màu luôn á. Sam, Sam giống như là tôi nhìn Sam giống như là cái tượng bằng vàng. Trời ơi trời ơi cũng vậy. Đâu không thể nào chuyện xảy ra được, không được rồi. Ủa cũng nhanh vậy, đứng lại coi Phong Cận. Coi Phong nè. Ủa nhanh chứ giờ. Đây tôi cũng nhanh. Tụi mình bằng kè luôn Phong ơi. Trời ơi nhìn nè. Đây đợi tôi với. Đó, để xem coi ai là người thắng cuộc nè. Bên này bắt cua khác. Trời ơi, để xem ai là người thắng cuộc nè. Mà còn kêu đợi tôi với. Ôi kệ tôi đi. Mày tệ. Bà muốn thắng mà bà còn để tôi dế. Trời ơi, tôi nói đùa thôi, tôi giỡn đùa thôi. Để xem, ui, tao có cái chân này. Tưởng Bích Tư Dịch kìa Phong ơi, tưởng đài Bích Tư Dịch. Oh my god. Dịch kìa. Dịch kìa Phong. Wow, dịch Minecraft. Ôi, dịch Minecraft nè, vô chơi Mini World như thế dịch Minecraft kìa. Bây giờ tính là tôi đổi skin tôi thành màu vàng, nhìn tôi có khác gì Bích Tư Dịch đâu. Tại vì skin Mini World, cả chị ta hộ anh em đều dùng cái skin kiểu này. Phong nhìn ông, tôi tưởng Bích Tư Dịch tôi đang gọi là nồi nói chuyện Bích Tư Dịch đó Phong. Trời ơi, thấy sợ luôn à. Trời ơi, anh Dịch ơi, phải Dịch không? Đây là anh Dịch Trời. Anh Dịch Trời hả? Trời ơi trời, đây. Ôi, mày Phong cần là thành trưởng team rồi. Ôi, thích Phong ơi, vì ông làm trưởng team đó Phong. Rồi giờ sao? Ông làm vậy? Trưởng team mà Phong sẽ không còn sợ Dịch nữa. Nhớ nha bạn ơi, thu lại cái đoạn này. Các bạn đăng lên top đó, để xem qua như thế nào. Ui, cái này lắc léo nha. Ủa sao, ôi chứ ổng đi trước tôi không ta. Mấy bạn hãy làm một cái đoạn video thật ngầu để rồi. Cho anh Mr. Dịch có thể nghe được câu nói này của Phong. Rồi, ở đây Phong, nói lại đi. Dịch à, anh là trưởng team nhưng em là phó team. Anh không hơn được em đâu. Ôi, giật top liền rồi. Anh Dịch vô phòng tôi là sao ơi? Anh Dịch vô phòng tôi. Cái gì vậy? Xung quanh ta gọi là nên đề cao cảnh giác phải không? Rồi em hỏi ra là anh Dịch, cái phòng của anh kế bên phòng tôi luôn. Tôi qua tôi nói không, trời ơi nghịch nghe. Từ từ, sao tôi tới đây rồi? Ủa ông đâu? Trời ơi tôi giống hồi sinh, trời ơi kỳ quá. Em ông đi xa vậy Phong ơi? Chậm lại thôi. Gì hả? Thôi Phong tới chữ Mr. Dịch rồi, Phong thắng rồi. Tôi bên chữ đâu? Ôi ông tôi thắng hả? Nè, con đang đứng ở bên chữ Mr. Dịch nè. Trời ơi, trời tự nhiên. Chưa, phải bước lên chữ Mr. Dịch thì mới thắng, hiểu không? Đúng đây. Rồi. Rồi, sao mà chữ đi? Ê, rồi. Đứng lại. Tôi thắng rồi, bạn ơi. Ôi, sao tôi đứng đây được vậy? Why vậy? Ok, bạn ơi, thì trong màn bắt cua lần này, mình là người thắng nha bạn. Đây là chữ Mr. Dịch đực nha bạn. Đây là MR nè. Đó, đây bây giờ mình thử chữ nha. Ủa, đúng rất rồi. Đây. Đây từ từ M R nè, vật nè, V nè, đó, V nè, I nè, I T S đó, Dịch đó. Ok bạn ơi, tụi mình đã hoàn thành xong bắt cua màu vàng. I T S giờ Dịch nặng Dịch rồi. Ok mình đã hoàn thành xong. Giờ ít Dịch nặng Dịch. Cái gì giờ Dịch đây là I T S, V X vít nặng vịt. Ok nặng vịt được chưa?
kệ tôi, mệt quá. Ok mọi người, tụi mình đã hoàn thành xong một màu vàng trong mini world nha. Bây giờ chúng ta sẽ đến với game tiếp theo đó nào. Let's go. Và từ game tiếp theo đó chính là Minecraft. Và màu tụi mình lựa chọn đến đó chính là màu xanh mấy bạn ơi. Mà nghĩ đến màu xanh chúng ta sẽ nhớ đến gì? One block. Nên hôm nay mình không cần sẽ thử thách thì gọi là xây nhà one block màu xanh đó, để xem với ai thắng đây các bạn, đừng quên xem video nha. Rồi không cần chuẩn bị sẵn sàng chưa hả? Bây giờ tôi lúc nào cũng sẵn sàng. Tôi ông bây giờ ông với tôi thi nhảy đến mai tôi còn thi được mà huống hồ gì bây giờ. Chuẩn bị chưa? 3, 2, 1 xây thôi. Rồi bây giờ xây nhà thôi, bây giờ ông sẽ xây cái nhà màu xanh nào đẹp đẹp tí nha. Ê xây đi nhảy hồi, bây giờ xây ngôi nhà màu xanh ha. Nhà xanh thì tôi nghĩ tôi sẽ xây cái nào nhỏ nhỏ xinh xinh thôi đó. Ui cách xa như vậy. Rồi rồi đó, bây giờ cách xa ra đó, bây giờ đập đập ra được cái đoạn đường đó là đoạn đường để đi các bạn ơi. Ui trời tối rồi. Thì màu xanh thì nhắc cái màu xanh mình sẽ nghĩ đến gì giờ ta? Cột đèn giao thông mà à, không phải gì ta? Màu xanh thì tôi nhớ đến rau củ quả bạn ơi, thật sự luôn đó. Tôi rất là khó ăn rau củ quả nhưng mà phải cố gắng ăn mới xong để có thể là để giúp cho cơ thể tốt hơn các bạn đó, chứ tôi cũng thích ăn rau. Trời ơi, màu xanh là rau thôi phải không ơi, cho trời sáng tí đi, trời tối thui à. Đây bây giờ không làm xây ngôi nhà bằng rau củ quả bạn, kỳ không? Hơi kỳ nhờ. Ừ, nhưng mà không sao đi, cứ thích cái gì màu xanh cứ xây thôi đó. Rồi bây giờ đây mình sẽ lắp một cái hàng à, một cái đường như này đó, mình sẽ lắp một cái mảnh đất như này nha các bạn. Rồi bây giờ sao là xây một cái mảnh đất nhỏ màu xanh như này, mình sẽ xây một ngôi nhà nho nhỏ ở trên one block này, tại vì mình là đang gọi là thi thử thách xây nhà one block nên mình sẽ cái gì nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng mà cũng phải xịn. Bây giờ màu xanh à? Được rồi, tôi sẽ xây bằng ngọc lục bảo, ông cũng nâng cấp của tôi nha. Nhà tôi là hơi giàu nha. Chắc tôi hèm quá Sam ơi. Tôi có ý tưởng xịn hơn Sam nhiều. Rồi ok, để xem coi, chưa biết giải xịn hay. Nhưng nhà tôi là thấy có tiền là có lấp lánh là thấy bro đó ông ơi. Đó, rồi đây, lấp ngôi nhà vô. Trời ơi, giàu có rồi. 15 minutes later. Rồi, bây giờ mình đã làm xong không cái nhà các bạn ơi. Ngôi nhà này nhìn hình thì mình cũng biết là cái hình gì. Các bạn có biết cái hình là hình gì không? Đừng quên cơ mình, mình biết nha. Bây giờ mình sẽ trang cho bên trong nha. Bây giờ trước tiên có một ngôi nhà phải có một cái cửa bạn ơi, đó mở ra mở vô, sau đó mình sẽ làm cái mái hiên che mưa cho ngôi nhà đó. Nhìn như cái quán cà phê vậy bạn, xanh ơi là xanh luôn đó, nhìn dễ thương chưa, quá trời đáng yêu luôn. Đây phòng khách của mình sẽ là có trái cây màu xanh, tại vì mình đang là trang trí nhà một màu xanh nên bây giờ cái gì màu xanh hết trơn á. Sau đó mình sẽ bỏ cái cửa sổ rồi đập cái cửa sổ ra. Ồ nhìn cửa sổ chiều view chưa. Đây mình để cái bàn ở đi bạn, nó cái bàn ăn cơm đây cho đẹp, cái này để ngoài cho những kiểu trang trí nhà này. Nhà bán táo với bạn ơi, nhà bán táo nha, nhà tôi bán táo nha, táo xanh táo tươi nha. Hai cái ghế, ui xôi ơi, tôi nói thật luôn không cần ngôi nhà tôi chỉ có là chảy nước miếng bạn ơi. Trời ơi tại nhìn đẹp quá. Tôi không ở châu năng ánh sáng không nãy giờ á, tôi không nói gì có mình bà, nãy giờ bà ngồi bà gáy nãy giờ bà nội. Ủa tôi đâu có gáy đâu trời, nói gì kỳ vậy, đổ quan với tôi có gáy nha. Và phòng tiếp theo mình sẽ trang trí đó chính là phòng ngủ bạn ơi. Đó cuối cùng cũng tới phòng ngủ rồi. Đây phòng ngủ sẽ đặt cầu thang đây để lên đây này nè. Đó phòng ngủ mình thì hơi bé thôi nhưng mà mình thích nhỏ nhỏ xinh xinh mấy bạn ơi. Đó nên bây giờ mình sẽ có cái giường đây, đó một cái giường duy nhất đó, cho hai cái bàn hai bên. Sau đó mình sẽ để cái đèn ngủ của mình ở đây. Đó mình có đồng hồ điện tử màu xanh lá cây. Rồi đây quá tuyệt vời luôn. Đây tôi nhớ trong này có cái thảm, cái thảm có thể đặt tên cho mình riêng luôn. Rồi đây mình sẽ ghi là Sammy Down. Đó đây là cái giường ngủ của tôi nha, nhìn là biết liền luôn, giường ngủ qua là nhìn biết liền luôn đúng không? Quá trời đẹp luôn. Rồi trời ơi đây là cái giường ngủ của mình. À, từ hình như giường ngủ này thiếu à, mình biết thiếu gì rồi, thiếu cái khung tranh các bạn ơi. Đây mấy bạn ơi biết bỏ gì không, đây nè nhìn tôi nè. Cái là lấy vía nha, lấy vía nha các bạn. Đây. Trang trí bằng cái này thì nhìn là nhìn biết giàu có đấy các bạn ơi. Trời ơi thức dậy là thấy tiền. Quá trời đẹp luôn. À đây là phòng ngủ của Samida, các bạn thấy như nào đừng quên cái mình video mình biết nha. Và phòng cuối cùng không thể nào thiếu được trong một căn nhà đó chính là toilet. Nhưng mà mấy bạn ơi, bạn thông cảm cho mình nha, tại vì toilet không có màu xanh nên mình mới bị màu trắng nha. Chứ bây giờ ai mà nói tôi ơi, trời ơi chị ơi chị Giang qua cái toilet không phải màu xanh nhưng mà có toilet màu xanh mấy bạn. Trời ơi bạn tìm ra toilet màu xanh không phải lúc lẽ bây giờ lấy sơn lên cũng kỳ đó. Bây giờ toilet như thế này, sau đó mình sẽ để một cái bồn tắm này. Ủa sao nó chật ta, hơi chật nha, toilet này hơi chật nha. Nhưng sao tại nhà mình là nhà mini mà đúng không đó. Trời ơi nó chật, yes so chật luôn. Bây giờ tắm, muốn tắm này mình để cái vòi nước đây đó, muốn tắm vô đây tắm luôn. Trời ơi tiện lợi chưa, tắm xong cái quay qua đây rửa mặt đánh răng xong rồi đi toilet rồi chưa, 3 trong 1 luôn. Nó nhỏ nhưng mà nó tiện đó các bạn, nó chấm cho 10 điểm. Rồi bây giờ mình để cái thùng rác đây, muốn dùng rác coi dùng rác. Trời ơi cái phòng toilet nó chật ơi là chật luôn nhưng mà nó rất là gọn đúng không. Rồi ok rồi xong, tôi đã hoàn thành xong ngôi nhà màu xanh của tôi. Bây giờ chúng ta cũng đợi Phong cần để chấm điểm nha. Rồi Phong ơi xong đi vậy,
chúp điểm không nè. Không rồi, sao mời. Rồi, ok, bây giờ chúng ta cùng chúp điểm để xem ngôi nhà của ai đẹp nhất và tiện lợi nhất nha. Rồi, ok, đến đầu tiên, Phong cần tư duy. Oh my god, trời ơi. Xì lam, tính ra trong Minecraft cái xì lam màu xanh nè. Bây giờ ông xây nguyên cục xì lam màu xanh nè. Đúng, đúng vậy, tôi đã xây cái nhà của tôi thành một con vua slam nè. Đầu tư nha. Xì lam này có gì đây, đây là vua xì lam nè, vua sờ lam mấy bạn ơi. Đó mấy cái chất gì nhì dẻo dẻo á. Rồi, ở trong nhà của tôi đây, xin giới thiệu với bà. Vô đây. Một cái cửa màu xanh. Cái cửa màu xanh. Ôi trời ơi, cái tủ này nhìn cũng giống xì lam nè. Nó cũng hơi giống giống xì lam nữa. Đúng rồi, nè bà nhìn ở bên dưới cái thảm này, cái thảm lau chân nè, nè thấy không? Thấy chữ gì không? Welcome, chào mừng. Welcome luôn, chào mừng luôn. Ủa từ com mình như thế thiếu Phong ơi. Welcome gì vậy? Nó là welcome đó, là chào mừng, hiểu không? Sao để xem quay. Cái bàn nè. Trời ơi nhìn nè. Đồ ăn màu xanh. Trời ơi, ba là đồ ăn màu xanh đó chính là quả táo, quả bắp với là quả lê. Trời ơi, cái tủ đó nè. Phong là Phong sắp xếp là đàng hoàng, thấy không? Đồ chơi. Ủa từ xí tự nhiên đồ. Ê, đây phòng uống chai đúng không? Đúng rồi. Ủa sao toàn đầm mấy váy không vậy? Ông mặc đầm mặc váy hả? Cái gì cái? Tôi đang xây cái nhà phòng này tặng cho cái mui. Ê, bộ đồ của ông cái gì? Ê, từ bộ đồ của ông có phải màu xanh hả? Gì kỳ vậy? Từ. Ủa gì kỳ vậy? Phải màu xanh không? Hay do tôi vậy? Mà. Ủa gì kỳ, từ tôi xem qua, tôi lau mắt qua từ chắc là do mắt hay mờ. Lau. Ủa, trời ơi, Phong ơi, ủa bộ đồ màu xanh mấy bạn ơi. Trời ơi, nãy tôi bị cận các bạn không thấy đường luôn. Rồi ok, rồi diệt nha. Ủa từ sao ông lại mặc đồ màu xanh? Ủa sao mặc váy vậy? Ông trai mà. Quần đâu? Rồi. Vậy bà đang nói gì vậy? Cái váy nè, tôi vô mặc váy chi nè, váy cũng gái mà. Tôi có mặc váy đâu. Ủa chứ sáng này là sáng, cái này là sao, cái này là cái giày hả? Cái đó là tôi đang làm một nhà thiết kế thời trang. Tôi đang tạo những váy thật đẹp để cho những người xinh đẹp như Sammy mặc. Vậy cảm ơn Phong nha. Rồi ok, là ngôi nhà vua xì lam của Phong. Cảm ơn 1.3 như thì em đừng quên comment phía cho mình biết nha. Rồi bây giờ đến cái nhà của tôi. Chan. Nhà tôi xanh là nhà gì đây? Nhà tôi là nhà hiện đại kết hợp giữa kính và gì ta phòng ngọc lục bảo. Rồi hả? Cái gì? Nhà toilet phòng gì vô? Phòng toilet. Đâu có toilet, bây giờ nhà tôi nhà băng táo, bây giờ ông vô đi. Trước bước vô nhà thấy nó có cái sự gọi là gì ta? Cái sự xanh tươi đúng không? Đó như cái gọi là cái tiệm á. À rồi mời vô. Đây là cái phòng khách, tôi đãi khách wow. Ông ngồi đây tôi đãi khách nha. Đó, bây giờ ngồi đây. Đó, tụi mình đang ngồi nói chuyện nè. À quá trời luôn, bây giờ ông nói bụng tôi ra tôi ngắt quả táo rồi cho ông. Thấy chưa? Tiện lợi chưa? Đó đi. Wow, bây giờ ông mà đang ăn có buồn ngủ lên phòng này ngủ. Đấy chưa? Wow. Đây có tiền. À quên, có khách vô nhà không chào ông bánh. Phong ơi, Sammy đào vô viên đây có quà trong này, tôi có quà chuẩn bị cho ông nè Phong. Rồi mở đâu đi. Đâu. Tôi là cho tiền đó. Bây giờ ví dụ vô nhà tôi ăn xong đau bụng thì sao? Phong? Đây, thì vô đi ra ngoài cái thông Noel. Đây, không ăn. Đây vô cái cửa này, vô nhanh. Vô nhanh. Đó, có cái toilet cho ông đi đâu cũng có hết thấy chưa? Giọng, ông ngụm hôi tắm luôn hả chưa? Có tiền lợi chưa? Trời ơi, nhà tôi mát quá. Thấy mát chưa? Thấy hơi tiền lợi, nhà tuy hơi nhỏ nhưng mà có giỏi nha các bạn. Nếu các bạn đừng quên chút điện cho ngôi nhà siêu tiền lợi và siêu đáng yêu của Sam bao nhiêu điểm, đừng quên các bạn vì sao biết nha. Ok, vậy là tụi mình đã hoàn thành xong. Gọi là trời ơi, một ngày sống trong Minecraft màu xanh nha. Ok, và đến với từ game tiếp theo nào. Let's go. Ok bạn ơi, thì mình Phong Cực đã đến với game Play Together. Và trong game Play Together, mình Phong Cực hóa thân. Mình sẽ sử dụng một màu duy nhất, đó chính là màu đỏ. Nhưng mà hiện tại mình Phong Cực đang dùng màu gì ta? Màu xanh đấy bạn ơi. Bây giờ mình phải thay đổi trang phục thôi. Phong ơi, giờ sao đi Phong? Trời ơi, kiểu này là mình phải bỏ tiền ra mua trang phục màu đỏ bạn ơi. Để các bạn đừng quên nha, like video thật nhiều nha. Tại vì mình đã bỏ xu ra để làm kênh tay này. Mình nên mong các bạn đừng quên share video này, like video này, comment video này. Đừng quên subscribe cho mình, Phong Cần và tất cả thành viên hay team nha. Nhớ nha. Ok, Phong ơi sẵn sàng chưa? Hả? Ủa làm sẵn gì sàng. Cái gì bao sông nam tính như vậy? Trời ơi, bây giờ ông với tôi phải mặc một bộ đồ liên quan màu đỏ. Tắt áo cuộc đồ màu đỏ nha. Rồi ok, let's go. Rồi, vô. Mà mua áo cuộc màu đỏ hơi bị đắt tiền nha. Tự tôi xem quay cửa hàng trang phục nè, màu đỏ hả? Bây giờ liên quan tắt trước nha, bây giờ mình thay đồ tắt trước. Tắt trong này màu đỏ hả? Để xem coi. Trời ơi, cái tắt mà 108 xu nè bạn. Trời ơi, đắt quá vậy. Có thua rẻ không? Rồi sao mấy bạn ơi, su cà na chưa? Tóc này thì nó xấu hơn. Ủa trời ơi, tóc này nhìn nó còn nam tính đấy bạn ơi. Ủa cái tóc gì bình dương như vậy? Trời ơi, chết rồi bạn ơi, tóc hơi bị đắt luôn.
Trời ơi, Phong còn không có tiền để mua nè Sam. Trời ơi, ai biết do ông dùng sao. Bây giờ tôi sẽ mua cái tóc này nha bạn. Ok, tóc màu đỏ nha. Rồi để xem coi còn gì mắt màu đỏ không. Mắt hả? Mắt thì mình nghĩ chắc không cần đâu. Tại vì mắt nó bình thường, mình nghĩ mắt màu xanh của mình hiện tại đẹp nhất. Tại mắt này là mắt lật nha, chứ không mắt mua nha. Rồi ok, mắt qua rồi. Bây giờ để xem coi mũ hả. Trời ơi, Play Together lâu rồi tôi chưa vô shop mà quá trời đồ luôn Phong ơi, nhìn đẹp luôn á. Ui, quá trời đồ màu đỏ nè. Đẹp quá trời luôn. Nhưng mà tôi phải mua cái đồ nào đẹp đẹp tí. Tôi đang lòng dùng tóc đỏ thì mặc đồ cho chất chất vô bạn. Để xem quay. Tóc, mũ này. Mũ này mua bằng tiền này rẻ nè. Mũ này đẹp chưa? Ui, tôi bị chất nha. Rồi tiếp theo đến áo quần nè, áo hả? Hôm nay mà Phong tự sẽ mặc đồ màu đỏ đi hẹn hò trong Play Together nha. Rồi ok. Để xem coi. Trời ơi, Phong đã mua được đủ rồi nè Sam ơi. Cái gì mà nhanh chứ hả? Trời ơi, đây, áo đẹp nè, số 23 màu đỏ nè. Ui, nhìn giống kẹo dân bóng rổ ha. Đẹp nha. Để xem coi còn gì không. Ủa, cái gì vậy? Quần đó banh nè, thôi nhìn nam tính quá à. Mình muốn có màu ngầu chất cơ. Để xem coi có cái váy nào màu đỏ không ta. Để xem coi váy này. Váy. Từ. Cái váy đẹp nè. Váy này màu đỏ đậm nè. Nhìn cảm giác như dân bóng rổ rồi, hơi bị chất luôn. Rồi bây giờ còn đôi giày thôi. Đôi giày thì quá đơn giản, hình như mình nhớ mình có một đôi giày màu đỏ đúng không ta? Mình nhớ mà. Tôi có đôi giày này màu đỏ không? Đây, trời ơi, may quá đỡ tốn tiền. Có đôi giày màu đỏ. Yeah, đúng rồi. Rồi còn gì không? Ba lô hả? Ba lô chắc không cần đâu. Các bạn ơi, không có ba lô màu đỏ rồi nè. Rồi để kiến, mắt kiến nè. Ôi trời, mắt kiến nhìn chất vậy. Nhìn hơi bị chất luôn. Để coi còn mắt kiến màu đỏ không. Đó, mắt kiến này nè. Ôi, nhìn dễ thương quá nè. Ôi trời. Trời là trời, tôi đẹp chứ này. Trời ơi, nhìn mà Phong cảm giác mơ xỉu lối bạn. Rồi ok, mà đã full được màu đỏ. Bây giờ mình sẽ tổng số tiền lại nha. Là mình sẽ tốn 137 kim cương và dùng 4.500 tiền. Trời ơi, đắt quá vậy. Nhưng mà không sao, tôi vì mấy bạn là tôi quyết định hy sinh nha. Rồi mua đồ full màu đỏ. Trời ơi trời, mua. Rồi, thay trang phục mới luôn. Ok bạn, trời ơi, tiền của chưa. Để tôi xem quay. Giống như kiểu con Minecraft ta. Minecraft hả? Con gì? Acelot. Acelot hả? Ủa trời. Vậy luôn. Trời, cái gì vậy các bạn? Thấy bộ đồ cặp của mình với Phong có đẹp hay không? Đừng quên các bạn vì mình biết nha. Bây giờ tụi mình đi hẹn hò Phong ơi. Sao nhìn đâu mà cũng đẹp. Đi hẹn hò thôi. Bây giờ tụi mình sẽ đi hẹn hò nha các bạn. Trời ơi là trời. Ok bạn ơi, bây giờ trước khi đi hẹn hò Phong cần phải chở mình bằng một con xe sình sình. Ông có xe sình sình chở tôi đi chơi không? Đây xe màu đỏ gì vậy? Trời ơi, tách nhau. Trời ơi, bắn tiền. Ôi, tôi xỉu. Không là cái gì cũng có, không? Trời ơi, xỉu, rụng tim bạn ơi. Trời ơi, chết tôi rung rinh luôn nè. Rồi bây giờ tôi sẽ đứng bên cạnh không? Trời ơi, kiểu này là đại gia cùng với gì đó cái gì kia, chủ tịch đúng không? Chủ tịch Phong cần cùng với tiểu thư Sammy Đào đúng không? Đây, đứng bên cạnh không nè, đây, coi nè. Đẹp quá. Phong ơi, chúng ta đi chơi nha. Một vài
trên Roblox thì mình đã đạt được top 2 nha bạn. Ok bạn ơi, trời ơi quá tuyệt vời luôn. Ok bạn nghĩ video một màu của các tựa game này các bạn thấy như nào? Đừng quên comment phía sau biết nha. Và nếu các bạn thích Sam chơi những tựa game nào khác nữa, đừng quên comment phía sau biết nha. Còn bây giờ tạm biệt mọi người, ở clip sau.